Ngày hôm qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tình hình phòng chống dịch COVID-19 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo các ban, bộ ngành có liên quan. Sau khi nghe Ban Cán sự Đảng, Chính phủ báo cáo về tình hình dịch COVID-19, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian đến và ý kiến chỉ đạo của đại diện các cơ quan có liên quan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, kể từ đầu năm 2020, khi xảy ra dịch COVID-19 đến nay, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chủ động chỉ đạo sát sao, quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, tích cực để ngăn chặn dịch bệnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các địa phương, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng y bác sĩ, quân đội, công an, đội ngũ cán bộ ở cơ sở và sự đoàn kết, ủng hộ của nhân dân, thể hiện bản chất của chế độ ta. Báo chí cũng vào cuộc đưa tin kịp thời. Tổng Bí thư biểu dương tình đoàn kết, tinh thần nhân ái, thể hiện bản chất tốt đẹp, truyền thống yêu nước, đùm bọc lẫn nhau của nhân dân. Qua đó, đúc rút thêm nhiều bài học kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch, đồng thời duy trì, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh và an toàn xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, tiếp tục chỉ đạo sát sao, chặt chẽ và triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, nhất là tại các địa phương đang có các ổ dịch lớn để sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.